rất hối hận vì đã làm thay tưởng cho tên súc sinh đó. Điều an ủi duy nhất là sau này có thể chăm sóc cho Hiểu Lâm khôn lớn thành người. Sau khi Hiểu Bạch ra đời, bản chất cũng hiếu thảo. Chu Tuệ Nương, bổn phủ cũng thương hại hoàn cảnh khắc nghiệt trước đây của ngươi. Nhưng nếu như ngươi đã hứa làm vợ của Dương Nguyên Khanh rồi, tại sao lúc nào cũng nuôi lòng hận thù chứ? Dương phụ có nhầm lẫn. Lúc nào hắn cũng đối xử tốt với mình. Không ngờ mười mấy năm nay hắn rượu chè cờ bạc cả ngày lẫn đêm, lòng ghen tuông càng nặng, còn bắt bóng tưởng hình, không hỏi lý lẽ đã ra tay đánh đập. Nhất là thời gian gia đình túng thiếu, Dương phụ càng phải chịu đọa đày nhiều hơn. Thường tự hỏi, nếu lúc đó mình lấy một người buôn gánh bán bưng cũng còn hạnh phúc hơn hắn. Chu Tuệ Nương, ngươi gặp phải người xấu, số phận nghiệt ngã, trong lòng bổn phủ cũng thấy thông cảm. Nhưng vì lẽ đó mà phạm tội giết người là kẻ mất trí. Nửa đời Dương phụ đã khổ sở, không biết tình là gì, cũng nhờ sự ban bố của hắn. Ngoại Dương phụ ra, tất cả người trong nhà đều bị hắn hành hạ. Con ruột Hiểu Bạch của tôi cũng chính hắn đánh gãy chân mà mang tật cả đời. Bao đại nhân, ngày hãy nói Dương phụ biết như vậy mà không giết hắn để thỏa lòng căm thù hay sao? Nếu như xưa nay ngươi vẫn căm hờn, tại sao phải chờ đến đêm xảy ra vụ án mới thình lình nghĩ ra động người? Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, Dương phụ đã tạo cơ hội để trả thù. Lão gia, lão gia bỏ gì vào tay áo vậy? Nhiều chuyện, ta lấy gì mặt ta? Ngươi hỏi làm gì? Lúc ngươi lên tới ngôi nhà đã thấy xảy ra chuyện gì? Lúc Dương phụ lên tới đó, trời đã sập tối và mưa còn nặng hạt. Từ xa đã nghe thấy tiếng la hét của Lạc Hà. Nó nói, sao ngươi lại bỏ thuốc mê? Ngươi muốn làm gì ta? Lúc đó ngươi phản ứng bằng cách nào? Sau khi hay được, tôi đã chết đứng. Thật không ngờ Dương Nguyên Khanh lại là con người có mưu đồ xấu. Trong lúc đó còn đang bỡ ngỡ, tôi nghe thấy tiếng la của lão gia nhà tôi. Tiếp theo tôi thấy Lạc Hà bung cửa chạy ra. Tôi liền kêu nó nhưng nó không nghe, bỏ chạy có vẻ giận dữ lắm. Tôi lập tức vào trong nhà mới hay được Dương Nguyên Khanh, bị Lạc Hà đâm một kéo. Người đúng là tên khốn nạn, ta phải giết ngươi. Bao đại nhân, xưa nay Dương phụ vẫn căm hận Dương Nguyên Khanh, bất mãn hành vi cầm thú của hắn. Tuy tôi đã giết chết hắn, nhưng lại sợ mẹ già kể ra hết sự thật, nên đã nghĩ ra kế sách phục dụng thuốc cho người mê man. Thời gian này Dương phụ đã chịu đựng trong nhà, xin bao đại nhân hãy phán tội chết cho Dương phụ đi. Chu Tuệ Nương, vợ đã biết mình là hung thủ giết người, tại sao Dương Hiểu Lâm và Thẩm Lạc Hà lại giành nhau nhận tội chứ? Hiểu Đan, Hiểu Bạch hai tỷ đệ lại che tội giùm cho người. Hiểu Bạch là con ruột của Dương phụ. Lâu nay Hiểu Đan vẫn căm giận cha mình, đó là nguyên nhân che tội cho Dương phụ. Còn Hiểu Lâm, Lạc Hà chúng có tình cảm từ thuở nhỏ. Hiểu Lâm lầm tưởng Lạc Hà là hung thủ giết chết cha của mình, cho nên nó đã nhận tội thay. Chúng giành nhau nhận tội đều phát ra từ nỗi chân thành, chứ không hề liên quan gì tới Dương phụ. Chu Tuệ Nương, nỗi hận trong lòng ngươi vẫn chưa tan biến. Nỗi đau khổ mà ngươi gánh chịu mười mấy năm qua như lóc từng thơ thịt, trong lòng bổn phủ cũng thấy nhói đau. Nhưng giết người phải đền tội, đó là luân lý của hình luật. Tội Dương phụ đang chết, xin đại nhân mau phán tử tội cho Dương phụ. Dương phụ tuyệt đối không oán nửa lời. Là ai khởi trống kêu oan? Bao đại nhân, mẹ của tôi bị oan mà. Kẻ kia là ai? Đại nhân, kẻ này chính là con ruột của Chu Tuệ Nương, Dương Hiểu Bạch. Người kế bên là trưởng nữ của họ Dương, Dương Hiểu Đan. Dân phụ Dương Hiểu Đan. Tiểu nhân Dương Hiểu Bạch khấu kiến bao đại nhân.
Hiểu Đan, Hiểu Bạch, hai người có nỗi oan ức gì mà đánh trống kêu oan? Dương phụ kêu oan thay cho kế mẫu của mình, vì kẻ giết cha tôi Dương Nguyên Khanh tuyệt đối không phải là Tuệ Nương. Ý người muốn nói hung thủ là một kẻ khác sao? Dạ đúng, hung thủ giết cha chính là Dương phụ. Không phải, hung thủ giết cha chính là Tiểu Nhân. Hiểu Bạch, sao lại nhận tội cho tỷ chứ? Chính Tiểu Bạch gây ra mà tỷ tỷ. Bao đại nhân à, hung thủ giết cha chính là Dương Hiểu Bạch, Tiểu Nhân chính là Dương Hiểu Bạch đây. Không phải đâu Bao đại nhân. Không phải đâu Bao đại nhân à, là tôi. Quỳ giữa công đường không được quyền não. Dương Hiểu Đăng, Dương Nguyên Khanh là cha ruột của ngươi, tại sao ngươi lại có hành động giết người? Hồi Bao đại nhân, vì Dương Nguyên Khanh không xứng là cha của tôi. Bổn phụ muốn biết rõ thêm. Cha tôi tham lam phú quý, đã bán tôi cho phú hộ họ Trương về làm tứ thiếp. Chồng tôi Trương Đại Quý tánh tình tàn bạo, sau ngày Dương phụ sống bên đó chịu bao nhục nhã nên không yên ổn được ngày nào. Sau đó hắn đã bị người ta giết chết. Dương phụ trở thành một kẻ phụ nhân, đành khăn gói về nhà. Lúc đó Dương phụ có thai 3 tháng. Một lần nữa cha tôi lại bán tôi làm tỳ thiếp cho một lão già, và còn ép buộc tôi phải hủy bỏ bào thai trong bụng. Chi tội nghiệp cho con tôi, nó chưa ra đời thì đã bị hại chết rồi. Chính hắn đã giết chết con của tôi. Tôi căm thù hắn, và hắn không phải là người mà. Dương Hiểu Đan, vì chuyện đó mà ngươi có ý giết người, có phải như vậy không? Đúng vậy. Đêm hôm đó tôi giết chết hắn, do chính tôi cõng nội tôi rời khỏi đó. Chính tôi cõng nội tôi về nhà mà. Tỷ tỷ nói dối. Tỷ tỷ thật sự không phải là con ruột của mẹ, sao mẹ lại mạo hiểm gánh tội cho tỷ chứ? Hiểu Bạch à, Bao đại nhân, trên đời này chỉ có mẹ ruột của mình mới chấp nhận gánh tội thay cho mình thôi. Hiểu Bạch là đứa con ruột duy nhất của mẹ, lòng mẹ thương con mà, cho nên người đã đứng ra gánh tội cho Hiểu Bạch. Hiểu Bạch. Mẹ à, những chuyện mà con đã gây ra cứ để cho một mình con gánh chịu. Mẹ đừng ở đây che giấu tội lỗi cho con nữa. Con rất căm giận cha của mình. Ngày xưa ông ấy đã đập gãy chân của con, nên con đã ôm hận cả đời. Cả đời này con không thể nào ngóc đầu lên được. Con rất hận ổng. Con thật sự rất hận ổng. Không phải, tôi mới là hung thủ đây. Đại nhân, trong lời khai của họ đều có lý do để giết Dương Nguyên Khanh. Lời khai rõ ràng, hiện giờ có thể chứng minh Dương Nguyên Khanh là kẻ thập ác bất xá, là một kẻ đáng chết. Nhưng mà hung thủ là ai thì chúng ta còn phải truy xét lại. Không cần truy xét nữa, tôi chính là hung thủ mà. Không phải đâu Bao đại nhân, tôi mới chính là hung thủ nè. Không phải. Bao đại nhân à. Hiểu Bạch, Hiểu Đan, hai con đều là những đứa con hiếu thảo của mẹ, hai đứa đừng nên giành giật nữa. Bà, do chính mẹ cổng về, đã có Hà Đại Thúc làm chứng. Giết người phải có hung khí, chỉ có tôi mới biết hung khí đó là gì. Vì đêm đó Dương phụ lúng túng bỏ chạy, đã quăng hung khí vào trong miệng giếng này. Vẫn còn nằm trong giếng, để Trương Mẫu vớt lên đây. Chú Tuệ Nương, có phải là vật này không? Đại nhân, trái đào đá này rất ăn khớp so với chỗ chấn thương của nạn nhân, chứng tỏ đào đá này là hung khí giết người không thể chối cãi. Nếu đã là vậy, chú Tuệ Nương chính là hung thủ giết chết Dương Nguyên Khanh, không còn gì đáng nghi. Thiên địa bất chân, đã cấu tạo ra vạn vật trên đời. Chu Tuệ Nương, kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này,
bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.